Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình nha mọi người ơi. Và tiếp tục là con Ewin nha. Với buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ ra một cái video về con game Ewin này. Cái vốn khởi đầu của mình là 35 triệu nha cả nhà ơi. Thường thường là mọi người rất là thích chơi trò lặt bài đúng không? Thì cái trò lặt bài đó thì cũng khá là hên xui may rủi. Có khi là nó cũng khá là dễ ăn, có khi là nó cũng na nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho lật bài cho cả nhà xem. Và bây giờ mình sẽ 1 triệu đi cả nhà nha. Thì cái video ngày hôm nay thì mình dành 35 triệu để lật bài. Hy vọng là nó sẽ về bờ nha. Và cái khởi điểm ban đầu thì 1 triệu thôi. Để coi nó như thế nào nha cả nhà nha. Dưới một phát, trên một phát, trên một phát nữa, dưới lại một phát, quay mới vô ra con hòa rồi. Dạ. 2m. 2m đi không trở lại nha cả nhà nhá. Ok, mình sẽ về bờ. Quay hơi căng nha. Hơi căng nha cả nhà ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Húp một cái lấy hình trước đi nha. Húp một cái lấy hình trước đi. Quay lê quan hòa rồi. Ây da. Cái chiều hướng mà nó ra hoài nhiều như vậy là có lẽ là nó đang lơi dân nuốt rồi cả nhà ơi. Chạy ra, căng thế nhờ. Sáo nó đi. Quầy không tin luôn. Không lẽ bữa nay cuối tuần con Ewin nó hạ sát mình sao ta? Cổ lên nào con trai ơi. Từ từ. Từ từ rồi đâu sẽ vào đỏ thôi nha. Chậm chậm mà chắc nha cả nhà nha. Ây da, gắt thế nhờ. Con sáo huyền thoại nãy giờ nó xuất hiện hoài. Ây da, bữa nay ra bài nhỏ thế. Ba. Đề, đúng là con sáo huyền thoại nó xuất hiện nãy giờ hoài nha cả nhà nha. Hôm nay là nó giết mình hay sao đấy. Đây, nguy hiểm vãi. Thua mất mười mấy củ rồi cả nhà ơi. Trò này cũng khá là nguy hiểm nha. Rồi, mình thấy cái trò lật bài hôm nay là quay. Giờ lật bài hôm nay là hơi căng dây thần kinh rồi. Đỏ cái đi. Trời ơi, má bấm hai này trúng rồi, đi bấm chữ rô. Căng thế nhờ. Đù, má này ghê ta. Bữa nay nó hơi có sự lương lẹo ở trong trò chơi rồi. Quay. Cuối tuần mày tính gom anh em tao về đảo quá hả? Úp lại mày một cái đi. Không phải dễ chiến anh em tao đâu nha. Mày tính lụm anh em tao về đảo hả? Ok, từ từ lên lại thôi. Tay nè. Hơi căng nha. Hay da. Rắc quá. Da. Yeah. Hay. Quá là có lý nha. Đúng là tâm linh là không thể nào mà không thể tin được nha. Kêu già là về già liền. Nhưng mà mấy cái sao nó hơi kỳ kỳ vậy. 4-3 6 cũng được. Úp lại cái đi. Cái video ngày hôm nay thì muốn là về bờ với cái mức vốn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mới đầu 35 củ nó đã sát hại mình hết 4 củ rồi cả nhà ơi. Về bờ. Đó. Để lại vốn rồi. Từ từ giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh nè. Giữ bình tĩnh để mà chiến với nó nha cả nhà nha. Cả nhà hãy like cái video này ủng hộ mình để mình gặp nhiều may mắn hơn đi mọi người ơi. Trời ơi, 3 về 2 luôn. Má mát gì vậy ba? Hơi căng rồi. 3 cái coi. Cái này là mọi người phải vô chơi một xíu thôi rồi đổi trò nha. Chứ mình chơi nguyên một cái video, nguyên một cái tập dài như vậy thì mình suy nghĩ là nó chắc nó sẽ nuốt mình mất cả nhà ơi. Chơi lâu dài thì mình sẽ không thắng nó được đâu. Dành một cái video mười mấy phút. Dạ. Để chơi lật bài không thì có vẻ nó hơi mông lung. Nhỏ cái nè. Nhỏ. Quầy.
Căng thế nhỉ. Lên thì lên luôn mà xuống lại chi vậy bồ. Át cái lên hơn kìa. Đường em đi hơi xa rồi. Hơi xa với hơi mờ rồi. Không thấy đường về rồi. Ây da, gắt quá cả nhà ơi. Hớp một cái lên hơn đi nha. Trên luôn. Trên nữa luôn cả nhà nha. Dưới nè. Hớp một phát lên hơn đi nha. Dưới nè. Đâm. Điệp cụ nó kêu đại mà nó không gà. Trời ơi. Áp lại cái coi. Chế với nó luôn cả nhà nha. Dưới là cái. Má cần dành kinh quá. Hơi hơi mệt với nó rồi. Từ từ bình tĩnh. Dạ. Thường thường là lật bài cái này khó lắm cả nhà nha. Cái nhà có muốn trải nghiệm con Ewin này thì ấy da. Nhớ là hạn chế chơi những cái trò này nha, nguy hiểm lắm nha cả nhà ơi. Xui rủi cái là nó đi mau lắm nha. Bữa nay mình cũng hơi liều, mình chơi hơi căng thẳng một xíu. Mình chơi 1 triệu thôi, không dám chơi 2 triệu nữa. 2 triệu nãy giờ là mình hết vốn lâu rồi nha. 2 triệu là mình hết vốn lâu rồi. Hy vọng là kéo lại được nha cả nhà nha. Like cho mình xin một like đi mọi người ơi. Like cho mình xin một like để quay trở lại cho số vốn ban đầu đi nào. Hơi căng dây thần kinh rồi. Đầm về già luôn. Dạ cái. Thấy gì chứ khó nuốt nó lắm nha cả nhà nha. Nuốt. Trên lại nè. Dưới. Hơi căng dây thần kinh rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì không có live stream. Nên là chơi một cái quyết định nho nhỏ vô cầm 35m để lật bài. Hy vọng là không có xui rủi gì nha cả nhà ơi. Căng thế nhờ. Mắc hết 15 củ rồi. Chắc cái video hôm nay mình nói là lành ít giữ nhiều rồi cả nhà ơi. Áp cái lên. Mình nghi lắm, mình nghi lắm cả nhà nha. Định gạt hi hả? Định gạt hi hả con trai?